Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì đang ở Hill Coffee của bạn Lâm Quang. Các bạn này đợi mình từ sáng sớm tới bây giờ luôn rồi. Bây giờ là 10 giờ ha, mới tới được thành phố Bảo Lộc. Ok, bây giờ mình đi vô trong ha. Quán cà phê có hai cái chuồng. Ở trong là một bé Albino vàng ha. Đây, bạn Quang nằm ở trên. Ôi, sưu tầm được mấy khúc lỗ quá đẹp luôn. Hello em. Em là chủ quán đây đúng không? Là ông Quang đúng không? Xem sưu tầm được cái mấy con igu mà màu đã dữ người ta. Sưu tầm được nhiều quá, đẹp quá. Các bạn, đây là anh em Bảo Lộc Lâm Đồng. Đó, ngồi ốp. Về Bảo Lộc rồi, cái không khí nó mát mẻ hẳn luôn các bạn. Ôi, view triệu đô luôn các bạn. Ở dưới kia em mai mốt em tính làm cái AV mà lồng chim giống của anh luôn á. Ồ, bọc lên. À, vậy là đất của xuống dưới kia rào này luôn nè. Rồi, quá còn hay luôn này. Còn 700m nè. Ở đây sáng là mây nó là dưới đẹp lắm. Rồi, đây là quá đẹp luôn. Các bạn thấy không? Hít đất mà nó cũng im re các bạn. Chứ không có im re. Hít đất cũng im re. Hello các bạn, hello, mình là Nam Ngô đây. Sáng ngày hôm nay thì có mặt tại thành phố Bảo Lộc ha, Lâm Đồng. Thì đang ở Hill Coffee của bạn Lâm Quang. Thì sáng hôm nay đường nó không có kẹt xe lắm nhưng mà cũng hơi đông xe. Các bạn này đợi mình từ sáng sớm tới bây giờ luôn rồi. Bây giờ là 10 giờ ha, mới tới được thành phố Bảo Lộc. Ok, bây giờ mình đi vô trong nha. Lên đây không khí nó mát mẻ hẳn nha. Hello em. Ôi, hai cái chuồng đẹp quá. Ở đây quán cà phê có hai cái chuồng rất là đã ha, rất là mắt rộng rãi, rất là đẹp luôn các bạn. Ở trong là một bé Albino vàng ha, có khúc lũa rất là đẹp, có cái đầu lâu trang trí nữa nè, ngầu. Ồ, chuồng bên này nuôi gì? À, bên này nuôi veo chameleon. Đó, đây bạn veo nằm ở trên. Ồ, sưu tầm được mấy khúc lũa quá đẹp luôn. Đây có cái thác nước này là để cho các bé nó chameleon thì nó uống nước động ha, cho nên là phải làm giống như cái thác nước để nó di chuyển vậy á, chứ còn để nước tĩnh trong chén là chameleon nó không biết uống các bạn. Ồ, thấy quen quen vip cho sạch. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vô quán cà phê ha. Anh em ngồi từ đây rất là sớm luôn, rất là nhiệt tình luôn. Ồ, dưới này là thung lũng hả, đẹp quá. Anh em đam mê bò sát iguana mà tới Bảo Lộc thì ghé Hill Coffee ha. Đây là gọi là trúng gu luôn. Alo. Cầu xe lửa hả? Vừa qua khỏi cầu xe lửa là nhà bên tay trái á, biệt thự Dũng Sương á. Đứng ngay giữa cầu sẽ thấy cái bên tay phải là cái tiệm rửa xe, còn cái nhà mình là bên đối diện. Rồi. Ok các bạn. Hello em. Em là chủ quán đây đúng không? Là ông Quang đúng không? Xem sưu tầm được cái mấy con igu mà màu đã dữ người ta. À, bằng kia còn mấy bạn rất là đẹp luôn á. Ồ, hay quá. Không ngờ là em sưu tầm được nhiều quá, đẹp quá. Ok, em chia sẻ cho mọi người chút xíu về cái đam mê cũng như là cái gốc cà phê đồ của mình, đồ này nọ thứ đi em. Bé này là xây dòng gì ta? Dạ, dòng này red à. Red thôi đúng không? Dạ. Đã từ rất lâu rồi mình mới gặp một bé red mà cái màu nó bén như vậy luôn các bạn. Rất là bén luôn. Bén từ cái vàng gai, hít tới cái tinh thần ha. Đặc biệt nhất là cái màu đỏ nó quá đẹp luôn. Bé này mà vô mùa mập mạp lên chút xíu nó đỉnh luôn dạ, ha. Dạ, cái này là đang xuống màu hồi xưa, mấy chỗ này là trắng. Trắng luôn. Tinh luôn á. Dạ. Mà mấy cái chi tiết chỗ này là đậm, nổi đậm lên luôn đúng không? Dày lên luôn. Quá đẹp luôn. Với đây em sưu tầm được mấy khúc lũa cho mấy bé nó bò đẹp quá. Dạ.
Tại ở đây người dân đồng bào nhiều á. À. Em mua này của lại của mấy người dân đồng bào. Ta đi lên núi ta lấy xuống rồi đúng không? Dạ. Quá đẹp luôn. Đây các bạn, đây là anh em Bảo Lộc Lâm Đồng. Đó, ngồi ốp. Quá phê luôn. Ủa mai mình ốp ở đâu? Đức Trọng ạ. Đức Trọng hả? Dạ. Và cách đây khoảng bao lâu nữa ta? Cách đây khoảng 80 cây. 80 cây nữa lên. Dạ. Rồi, thì mai anh em mướn xe đi hết luôn hả? Lên hết luôn. Trời quá nhiệt tình luôn. Quá đã luôn. Đẹp quá. Đây các bạn ha, một cái phải nói cái view này là view triệu đô. Này là núi Đại Bình. Núi Đại Bình ha. Dạ. Ồ, quán cà phê này là view triệu đô luôn á. Này đất nhà mình luôn. Dạ đất em thuê ạ. À, đất thuê. Này của bố đỡ đầu em. À bố đỡ đầu hả. Vậy cũng như người trong nhà này. Đã quá. Dạ. Ok các bạn, bên này còn mấy cái chuồng mẫu đây. Này là Rin hả? Rin Iguana. Dạ, cái này là của mấy bạn mang lên đem lại. Dạ. Này bộ bé Red ha. Đặc biệt ở đây là những cái quan sưu tầm được những cái lũa rất là đẹp luôn á. Dạ. Nên trang trí chuồng hay nó là tuyệt vời luôn. Ồ có một bạn núi vàng nữa. Sáng anh đi đáng lẽ cũng tính sớm sớm nhưng mà đường hơi đông. Dạ nó kẹt không anh? Không có kẹt mà nhích 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 mà. Cũng không dám vượt luôn. Dạ. Về Bảo Lộc rồi, cái không khí nó mát mẻ hẳn luôn các bạn. Hello anh em nha. Đây là một bé... này chắc riêng nó lên màu hả? Dạ riêng like nó, nó lên size to, nó lên màu đỏ đúng không? Dạ. Mà rất là khủng luôn các bạn. Bự. Bắt nó ra được không em? Dạ được mà nó hơi dữ. Hơi dữ hả? À có đồ nghề nè. Dạ. Đó. Mà mấy cái khúc lũa này mà trồng sen đá lên cũng rất là đẹp ha. Mình cũng mê bộ bồn này dữ lắm nè. Mà dưới nóng quá trồng nổi. Dạ. Đó. Này blue bể màu. Blue bể màu hả? À? Blue bể màu ra thành con red luôn rồi. Này chắc blue... Blue Light Red quá. Dạ. Ôi, view triệu đô luôn các bạn. Quá là đẹp luôn. À anh có đem VIP mà anh để dưới xe rồi, lát dạ, lấy. Lát nữa. Ở dưới kia em mai mốt em tính làm cái AV mà lồng chim giống của anh luôn á. Ồ. Bọc lên. À vậy là đất của... Đất xuống dưới kia rào này luôn nè. Rồi, quá còn hay luôn này. Còn 700 mét nữa. Ôi. Làm đi, bữa nào làm xong rủ anh lên chơi tiếp. Hay á. Một cái giống như thung lũng luôn ha. Ở đây sáng là mây nó là dưới đẹp lắm. Trời, mây lại là quá đẹp luôn. View này kiếm đâu ra, thiệt đúng view triệu đô. Nhìn coi như là thoáng mắt quá ha, nhìn qua tận bên kia luôn. Tại ở đây nó bằng mặt đường, mới bằng mặt đường thôi. À. Nhưng mà nó lại cao hơn so với dưới này nhiều. Này giống như thung lũng luôn. Dạ. Quá là vui luôn các bạn. Ok thôi vô ngồi, vô ngồi. Giới thiệu một vòng với lại mọi người chút xíu ha. Đây là anh em mình ở vòng vòng Bảo Lộc Lâm Đồng hết ha. Dạ. Bé này cũng đẹp nữa nè. Trên mượn với. Ngoan quá ha. Ở này sắp tới mà tháng 10 này câu lạc bộ Iguana mà Sài Gòn mà có tổ chức thi Iguana đẹp mà. Nãy giờ thấy có hai ứng cử viên này lên dám lấy giải về lắm á. Có ở đây có anh em nào có đi có dịp nào vô Sài Gòn ốp lần nào chưa? Dạ chưa. À có em rồi đi. À nhà ở đây đi học Sài Gòn á. Ồ. Hay quá. Bữa giờ mấy anh em ở dưới cũng ốp vòng vòng. Ốp An Giang, Bình Dương. Cái gì? Ở đây nó lạnh mà anh em nuôi tốt quá ha. Có bị ảnh hưởng gì về thời tiết lạnh không ta? Dạ không. Thì ban ngày thì vẫn cho phơi nắng, ban đêm thì phải sửa. À. Ban đêm mình có sửa thêm không? Có, phải sửa đêm. À. Còn ban ngày thì ở đây thì không có nắng thì
Hiện thấy đây là nó không có thiếu nắng nhưng mà sợ buổi đêm nó hơi lạnh chút xíu ha. Dạ. Mà ở đây mình nuôi ngoài trời luôn, để ngoài trời buổi tối luôn có sao không ta? Dạ thì nó cũng không sao đâu anh. Ở bên kia là cũng toàn nuôi ngoài trời không ấy chứ. Dạ. Nhưng mà có cần thêm đèn sưởi không? Giống như em nuôi là em không xài đèn sưởi nhưng mà phải bịt kín. À, che bớt gió lại. Chỉ để cái phía trên. Ồ. Dạ. Hay á. Tại vì có những cái địa phương mà nó lạnh hơn á thì cái phong trào ở đó phát triển không mạnh, lý do là nó cái thời tiết nó không có thuận lợi cho chăm tụi này. Cho nên là mình cũng đi giao lưu học hỏi mấy anh em mà nuôi từng vùng miền khác nhau. Ví dụ như cái vùng lạnh thì mình có cái kinh nghiệm nuôi các bé nó như thế nào để mình ví dụ mình có thể chỉ cho những cái anh em ở địa phương đó người ta chăm cho tốt. Ví dụ như ngoài Hà Nội nhiều anh em cũng muốn nuôi nhưng mà ở ngoài nó lạnh quá, cái dướng cái mùa đông. Đó, thì tìm cái hướng sao để cho nuôi trong cái mùa đông nó ok, nó đủ lực á. Dạ. Ngoan ghê. Nhà em nuôi mấy bé? Nhà em nuôi 2 bé. 2 bé, size lớn chưa? Dạ, 1 bé 1. À, bé này nữa nè. Bé này tên gì? Ngoan quá ta. Nhồi quá. Thôi đi về chủ đi ông ơi. Nhồi quá. Cái mặt nó sung sức, nó khỏe, cái chi tiết nó lên. Trời ơi, bé kia lên kìa. Đó. Đẹp quá. Mấy bé này em nuôi lâu chưa? Dạ em lúc em mua là nó không phải 1.4-1.5 m em mua của anh Dương á. Trùng Dương hả? Dạ. À. Đâu rồi Trùng Dương đâu rồi, lên tới đây cũng gặp đồ Trùng Dương nữa đâu rồi. Bé đẹp quá. Ba bé này mà đem đi chơi là có giải chắc luôn. Sung. Ở đây mình có hay tổ chức offline không mấy anh em nè, khu vực dạ. Vòng nè. Mới lần này, nếu mà ngày mai nữa là lần thứ hai thôi. Lần thứ hai. Dạ, tại vì không, nhưng mà cuối tuần á mình có họp mặt nhỏ nhỏ đồ này nọ rồi vậy không? Dạ cũng ít. Dạ. Này là quá lý tưởng luôn. Hôm nay tại hơi gấp. Dạ. Chứ nếu mà sớm sớm chút xíu thì mấy anh em khác cũng sắp xếp đi luôn. Dạ. Tây Ninh, An Giang nữa. Dạ. Nói thôi hẹn lần sau. Anh thì sẵn anh chở mấy đứa nhỏ đi chơi đi ốp luôn cho vui. Bữa nào làm cái gọi là cuộc thi nhỏ nhỏ ở đây nè, chân mấy bé ra. Dạ. Đẹp. Lần sau rủ đi nếu được anh về nữa. Dạ. Đẹp chưa Kỳ Bi? Bự chưa kìa. Ôi con đỏ nó nhìn hết hồn luôn. Chắc phải sống ảo với nó một cái mới được. Chào chú kìa. Chú. Chào. Chào. Chào mong. Chú mong yên chào. Đẹp quá. Vô em Bi. Nó đâu có cà đâu. Rồi. Màu đẹp xuất sắc luôn. Nó thấy con kia. Nó rét mà nó tông nó đỏ đậm ghê luôn á. Dạ. Mà này là chưa có đạt 100% phong độ á nha. Dạ. Con này hôm bữa nó bị cắn gì á, nó mủ tùm lum trong này, xong em mới chữa chứ. Cái đạn trong miệng đúng không? Dạ, cái nó mủ xong rồi em nó sung nó suy xong nó cứ ngâm cái mỏ vào nước á. Ừ. Xong rồi cái em mới chữa xong nó mới lên lại chứ. À. Này em nạo hết mủ trong miệng nó ra đúng không? Dạ. Ok, hôm nay vậy là quá ok rồi. Bị cái đạn miệng đó cũng chua lắm á. Mà bé nó bình phục được là tốt á.
chứ con này hồi nó phong độ thì nó căng hơn. Ừ. Thì cái này là chưa, này mới có khoảng 70% thôi. Dạ. Còn lên nữa. Được cái anh Sung mà anh vẫn đầm tính ha, cho dứt dê nhưng mà bung yếm nó đàng hoàng ha. Dạ. Con kia nó cũng hiền lắm, nhưng mà tại nhốt lâu quá không có nghịch đó anh. À. Tại vì mỗi lần mấy khúc lũa nó vướng quá, mỗi lần bắt ra nó khó. Bắt ra cực cơ. Dạ, nên xong rồi dần dần nó giữ với hồi xưa nó hiền giống con này vậy. Ngoan. Không là thường nhưng mà cứ bắt ra được là nó hiền anh. À có nghĩa là tại vì cái đó là cái lãnh thổ của nó. Dạ. Cho nên nó làm hơi căng thôi chứ còn bắt ra là nó ok lại. Body đã các bạn, một ú à. À, nói chung thì nhiều bạn hỏi anh ơi, anh chia sẻ giùm em cái kinh nghiệm mà nuôi ở những cái vùng mà nó hơi lạnh chút xíu. Thì thật sự mà nói, nếu mà nói về kinh nghiệm nuôi vùng lạnh thì mình đâu có kinh nghiệm đâu, tại mình ở vùng nóng mà. Nhưng mà qua đây thì thấy anh em ở Lâm Đồng á, ở đây thì nó không quá lạnh ha, có nắng nhưng mà cũng không quá lạnh. Thì thường thường lạnh vào ban đêm thôi. Thì nãy có hỏi sơ sơ mấy anh em là cứ nuôi bình thường, sáng phơi nắng cũng rất là tốt. Buổi tối thì nếu mà có điều kiện thì sưởi thêm vô. Còn không nếu nuôi ngoài trời cũng không cần sửa, chỉ cần che chắn cho bớt gió lại là ok đúng không? Dạ. Yeah. Tại tối nhiều khi gió mưa sương nữa lạnh thôi các bạn. Cho nên là anh em nào mà ở vùng lạnh á thì cứ tự tin mà chăm một bé ha, sắm một bé về chăm. Rất là ok luôn. Rồi trang bị thêm cái đèn sưởi là ok. Ở Bảo Lộc này thì không có thiếu nắng. Đó. Rồi sung kìa. Đó sung kìa. Trời ơi đẹp chưa? Trời ơi. Đẹp chưa? Đó. Không, thật sự mà nói luôn à, lâu lắm rồi mới gặp những bạn Igu mà sung đẹp vậy luôn á. Thứ nhất là anh em ở khu vực Sài Gòn rồi các tỉnh á, thì bị thời gian mấy năm vừa qua là bị dính vô cái gen. Có nghĩa là cứ sưu tầm những cái gen mới nhưng mà lơ là cái việc chăm một cái con bé cho nó lên nó khủng đẹp như vậy. Đó, hôm nay mới đi là mấy năm trước á, là cũng nhiều con đẹp lắm, nhiều con rất là khủng đẹp. Nhưng mà sau này nó ra gen mới nhiều quá, mọi người cứ chăm baby rồi cứ bị dính vô cái gen đó. Cho mình lơ là chăm mấy con lớn khủng luôn. Rồi cũng có nhiều con nó tàn, uổng. Hôm nay lên đây mới gặp được ba con à, vừa khủng mà vừa đẹp vậy luôn á. Cũng hiếm à. Vừa khủng vừa đẹp mà vừa sung nữa. Quá. Gù chà bá luôn. Ồ chơi tao luôn hả? Cái yếm tròn quay luôn các bạn. Cái yếm cực kỳ tròn luôn. À dạ ok em ạ. Cái màu đỏ dạ, của cái bé red này phải nói là khủng khiếp luôn á các bạn ha. À, nếu mà nói về màu đỏ thì kiếm được một bé red mà màu cỡ này thì cỡ 2 bô là không có cửa. 2 bô là không có cửa với bé này. À, và bé này nó đặc biệt, nó cái màu đỏ nó rất là đẹp. Cái con red thường á. Dạ. Tại vì nếu mà hát cái đầu này không có đẹp bằng cái con 2 bô ở chỗ là nó có cái nền đen. À, thì cái bé red này á hầu như là nếu mà cái phần body chỗ này là không thấy cái nền đen luôn. Cho nên cái màu đỏ rất là đậm. Không đâu có nó cái cập nhật thường xuyên chứ. Cái màu đỏ mà nó có cái đen vô á thì nó sẽ cho cái màu đỏ nó rậm, nó đậm, nó đặc sắc hơn. Còn cái màu đỏ mà không là có màu đen á, thì nó sẽ cho ra cái màu cam. Thì cái bé hai bô á là nó ra cái màu cam. Còn bé này nó đỏ nó vẫn giữ được cái nền đen á cho nên đỏ rất là đậm. Mà đặc biệt là nó đang rất là sung cho nên là cái sắc tố đen nó lặn hết luôn. Đó. Nhưng mà những cái con đỏ bình thường á, những cái khoang đen ở chỗ này nè, nó mới tạo ra cái sự tương phản hai màu sắc rõ ràng, một bên là đỏ, một bên là đen thùi lùi luôn. Cho nên là nó rất là ngầu. Đó. Còn bé này là một bé rin. Các bạn thấy cái bé rin này, cái body sọt ha. Cái body này là rất là nhiều anh em mê. Và đặc biệt là những anh em mà mê chơi body sọt, giống như anh Tuấn nè, anh Phương Tuấn nè, đó, là nhìn mấy con này là chết liền, chịu liền. Ai mà thích chơi gù như là Đại Sơn Biên Hòa mà nhìn gù con này là cũng mê luôn ha. Đó, rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Thì giống như nãy mình có chia sẻ, đã lâu lắm rồi mới thấy được những bé Igu mà có cái sự
hoành tráng, rất là ngầu, rất là phong độ. Tuy nhiên thì cái trạng thái tinh thần phải nói là cực kỳ tốt, kè với Igu, nhưng mà rất là gọi là dễ chịu với con người ha, không có gây cho cái bản thân mình cái cảm giác sợ. Có nhiều con Igu á là nó rất là sung, nhưng mà khi mình tương tác với bé đó là mình có cảm giác nó hơi sợ sợ, còn những bé này thì khá là đầm tính luôn, rất là ngoan luôn đó. Thì anh em nào coi clip á thì tập trung lại cái vấn đề mà tập cho bé nó có một cái phong độ nó tốt nhất, cũng như là nuôi lên cái body cho nó khủng nhất ha, để đem đi chơi. Thời gian vừa qua thì cũng hơi lơ là cái vụ này, cho nên là lâu lắm rồi cũng không thấy những bé khủng nữa đó. Tố chất quá tốt luôn cả hai con. Có con bé trong kia nữa các bạn, một bé kia cũng rất là khủng luôn á. Bé kia ra là cũng con đó chắc bự hơn hai con này luôn á, bự hơn hai con này luôn. Anh cũng sung lắm, 1m6. Có điều là lâu quá không bắt, cho nên là bắt ra nó sẽ hơi khó đó, cho nên là nhưng mà cái chuồng cũng rất là thoáng, nhìn vô là mình thấy đẹp ha, gai khít đều, bản gai to dày, hay quá. Sưu tầm, anh em sưu tầm được mấy con này hay quá, bản gai to chà bá luôn mà thẳng đứng lên. Cái này mấy cái gai này là em có xử lý tỉa không ta, hay là zin nó vậy luôn? Chưa tỉa. Vậy là hay á, tuyển chọn cũng khéo. Tại vì cái dòng Igu thường đa số nó cao, nó nghiêng về phía sau, dạ. Nhìn nó không có được gấu, còn mấy bé này gấu quá. Ui da, trời ơi. Bậy rồi. Cái con mắt nó đen từ lùi luôn các bạn, nó mới quất cho mình một cái ngay đây. Rồi cái nó bùng cái yếm nó lên nè. Bé này gai cũng phải gai đỉnh luôn. Gai cả khúc kìa nè. Mã này là chưa đạt 100% phong độ ha. Sống ảo cái nữa mới được, đẹp quá. Quá phê. Nó dậy cua cả cục thịt luôn các bạn. Cái gù ha, thì chính cái gù này nó sẽ làm cho cái body của cái gù á, nhìn nó ngắn đòn lại, nó lực lại ha. Khi nó gồng nó sung á, có khi nó lên nó gù á, và cái body nó đụng bụng nó là cả gan tay luôn á. Nhìn cái người nó ngắn đòn lại, dậy lên như này. Bé này mà khoảng chừng một tháng nữa vô cái mùa nó ngay cái trọng tâm cái mùa đó là nó còn lên dữ nữa. Bé này em có khoe trên group chưa? Có khoe trên mạng rồi không? Thấy ít ha. Hèn chi, anh mới gặp nó lần đầu luôn á. Chứ khoe lên là anh biết rồi. Quá đã luôn. Hèn chi em không khoe, chứ em khoe dám là mấy bạn đu theo. Đu theo hỏi có chi không? Chứ giờ kiếm một bé màu này phải nói là đỉnh cao. Có sinh sản không em? Em có làm trên chơi sinh sản không? Có baby sản phẩm không? Có hơn hả? Quá đã luôn. Ở đây mình làm sinh sản nó có khí hậu đây lạnh, nó có bị trễ mùa hay gì không? Dạ trễ nhiều chứ. Trễ mấy tháng? Trễ so phải 2 đến 3 tháng so với Sài Gòn á. Ờ. Dạ. Có nghĩa là khoảng tháng mấy là tháng phối nữa. Dạ nếu mà tháng phối thì chắc phải khoảng tháng 1 tháng 2. Ồ, vậy là trễ khoảng 2 tháng á. Dạ. Ở Sài ở ở dưới anh thì là tháng 11 tháng 12 phối, tháng 2 đẻ, thường thường đẻ ngay Tết ta. Dạ. Ở đây vậy là em thấy mấy anh em ở Sài Gòn cứ khoe nở hết rồi mà ở đây nó chưa phối xong. Chưa phối xong nữa. Đúng rồi. Ờ, cũng hay lắm các bạn. Có những con Igu nó trễ mùa, ví dụ như cái dòng Tobago á thì nó sẽ lệch mùa so với lại cái dòng Igu thường. Thì thường là khoảng tháng 11, tháng 12 á là Igu thường nó phối. Ở trong khu vực mình đó nha, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đâu á, vòng vòng đó đó.
Thì có những con Tobago là tới tháng 11, tháng 12 mà mới đem ở nước ngoài về nó chưa có thích nghi vậy với cái nhịp của cái thời tiết Việt Nam á, thì tháng 11, tháng 12 nó chưa có sung, nó chưa có phối. Đó. Thì trong khi những con cái á, thì nó đã lên trứng vào cái tháng 11, tháng 12 rồi. Cho nên là lúc đó là những mà chủ của những con Tobago á, sẽ tìm kiếm cái nguồn igu cái từ những cái khu vực nó lạnh hơn. Ví dụ như là ở Lâm Đồng, ở Bảo Lộc hoặc là ở trên Buôn Mê Thuột đồ này đó, lạnh hơn thì nó sẽ trễ cái mùa. Đó, có nghĩa là nó sẽ đồng cái nhịp với lại cái con Tobago để phối ha. Thì ở đây cái thời tiết ở đây nó lạnh hơn cho nên là cái mùa giao phối, cái mùa sinh sản nó bị lệch hơn cái khu vực ở Sài Gòn, Bình Dương đồ, nó khoảng 2 tháng theo như bạn Lâm Quang chia sẻ. Quá đẹp. Anh em ở đây ốp nhỏ nhẹ quá ha, nói chuyện nhỏ nhẹ quá ha, trên kia nó ốp rần đùng luôn. Không, đây là giao lưu. À mai mới ốp hả? Thì giao lưu nhẹ nhẹ ngồi rồi cũng nói chuyện đâu. Bé Abino thì giống bị nắm cái yếm của em hay là bị dơ? Nắm này nó khuyết cái yếm luôn á. Khuyết cái yếm luôn nè. Này nắm rồi đó. Rồi bị nấm này nên mua chai xịt nấm đi nha. Giá 60.000. Hôm này chắc cũng dơ dơ thôi nhưng mà nó dễ bị nấm cái yếm, nó khuyết luôn. Mà nó khuyết nó ăn lan lên luôn á. Chứ nó không có liền lại đâu. Cái gai rồi thì nó mọc lại chứ còn nấm là nó khuyết luôn. Bé này em biết giới tính chưa? Bé này chắc chưa biết. Chưa biết hả? Bé này cái. Rồi sao vậy rồi? Cái. Của em luôn hả? Dạ không có. Ông nào? Anh tóc đen. Anh tóc đen ở đây hơi nhiều anh tóc đen. Nhà anh em cũng dần vòng khu vực này hết luôn hả? Rồi mai thuê một cái xe đi. Dạ, bắt xe chục đi. 80 cây. Xa dữ à. Ủa từ đây lên Đà Lạt chắc cỡ 120 hả ta? Dạ, 101. 101. Cũng trên đường luôn anh. Trên đường luôn. Dạ. Nói chung là Đức Trọng là sân bay đó anh. À, ngay Liên Khương. Dạ. Ốc ngay Liên Khương đúng không? Không, đây không khí đảo á. Đây là nhìn vô là biết anh em chung băng ha. Đó, nhìn là biết chung băng rồi. Chày trụ tơi tả hết luôn. Dấu hiệu nhận biết. Ở đây gần nhà chị hai, ngã ba Phi Nôm là cách đây xa ta? Chắc cũng còn xa. Phi Nôm. Phi Nôm là phải qua Đức Trọng mới đến Phi Nôm. Qua Đức Trọng, vậy là còn xa. Ở đây thì hình như là cái gió nó mát mát thôi chứ còn nó vẫn có nắng nóng rồi bình thường đúng không? Cái gió nó mát thôi. Rồi này là những cái ổ rồng rồi đúng không? Ổ rồng đẹp quá. Dạ. Sùng quá. Trời. Cào ông chủ luôn. Cào ông chủ luôn à. Sùng chưa? Sùng chưa? Đây là cái dáng oai vệ của con igu đực ha các bạn ha. Đó, khi mà nó kình nó kè với những con khác thì cái này nó đang trong cái trạng thái gọi là ra oai thôi. Dùng cái uy thế của mình để mà nó lấn áp kẻ thù.
Con này chắc còn lép hơn con kia chút xíu. Dạ. Hơi ót hơn chút xíu. Thôi nhưng mà size này bắt đầu nó cắn cũng à. Size này bắt đầu nó cắn cũng cũng phê lắm rồi đó. Đó, đó. Đẹp quá. Hôm bữa đi ốp bên bên Bình Dương á, cũng sai cỡ này, hai con để xuống coi không kỹ, cắn một cái gách cái đuôi khúc luôn. Con kia nó phập vô một cái gách một đường này. Ra bắt này coi chừng nó nhảy lầu bây giờ. Nhảy lầu từ từ. Quán cà phê này mát quá, đẹp. Cái phong cách mà chơi mà cho kè sung đẹp để mà nó thể hiện lên cái cá tính của con Eagle là chỉ có Việt Nam mình chơi thôi. Tụi nước ngoài nó không chơi kiểu này, con Eagle nhìn chán lắm. Tụi nước ngoài nó chơi cái gen. Đẻ ra đứa con, đẻ ra con mà ra cái gen nó ra cái màu lạ thì đối với nó vậy là ok đó. Chứ nó không có nuôi cho nó lên gù, lên gai giống như mình. Rồi mấy con mà lớn của nó, con nhìn con nào con nấy nó giống như bị stress không à. Gai thì gãy, mỏ thì tét, màu sắc thì xuống nhìn chán lắm. Chỉ có Việt Nam mình mới chơi kè cho nó lên nó sung đẹp thôi. Nhưng mà đối với tụi nước ngoài mấy này nó nhiều khi nó nói là giống như là mình làm cho nó phát triển cái sự hung dữ của nó kiểu dạng vậy. Nhưng mà cũng đâu phải đâu đúng không, có nó chỉ kè gu thôi, nó kè gu thôi, còn người thì nó lại hiền, nó vô nó biết mặt chủ mà. Tụi này khôn. Anh này còn hơi rót anh này, mà anh này bự thiệt, anh bự hơn con kia thiệt. Này bỏ xuống nó sáp lại nhau ta, chắc sáp nhất luôn quá. Dạ chắc có. Nói chung là cái Eagle này thì nó có cái liên hệ mật thiết với lại cái thời tiết hai bạn ha, với khí hậu. Nó là loài biến nhiệt mà. Ở bên đây thì nó trễ hơn ở dưới Sài Gòn, Bình Dương đồ khoảng 2 tháng. Mùa này ở dưới Igu nó cũng ít đẹp lắm. Mùa này dưới mưa nhiều quá, mưa liên tục, hầu như ngày nào cũng mưa. Thì nó thiếu cái nhiệt quá, nó lạnh. Tụi nó ở dưới nó đang trong giai đoạn thay da không à. Lên đây gặp hai bé này sung đã. Vậy là ở đây em nuôi mấy bé ở đây thôi. Dạ. Coi như là ba bé này của hai bé hả? Một bé này với bé này là của em ha. Dạ. Của quán ha. Thấy rồi, con Albino đúng không? Chuồng đẹp đẹp dưới nãy quay rồi. Albino. Ok. Nước này tôi mở. Không được. Không thói. Thói. Ủa sao không kêu cà phê cho anh nhỉ? Cái này uống thử, lên đây phải uống thử cà phê chứ lên đây uống nước ngọt là tầm 7 rồi. Anh uống cà phê sữa hay cà phê đá anh Nam? Cho anh ly một cái phê đá đi. Phê điện đá. Hôm nay phải thưởng thức cà phê chứ. Sáng anh em đi tắt đường không? Tắt nhiều không? Không có, không có tắt đường nhưng mà đi chậm. Anh tính là gì đó 9 giờ tới rồi mà nó cứ rề biết. Rồi camera nhiều quá cũng không dám vượt luôn. Cho nên giờ này mới tới. Ủa Thái Phong là ở đâu ta? Đức Trọng. Đức Trọng à. Còn hồi nãy bạn nào gọi cho anh là em. À là em á hả? Cường. Ok. Bạn thấy mấy khúc lũa này đẹp không bạn? Mấy khúc lũa này mua tiền không á? Cái này thì ở đây người dân tộc nhiều, ta đi khai thác thì không biết sao, chứ cái này đem về Sài Gòn là cũng tiền không á. Mà quan trọng nó cũng không đẹp được vậy nữa.
Ở đây suối với thác nhiều anh. Đúng rồi. Dạ. Anh cũng mua, anh sưu tầm mấy cái lỗ nhưng mà không có được bự giống vậy. Cây nhỏ nhỏ để gắn vô chuồng thôi. Dạ. Mà anh mua ở ngoài khu vực Phan Thiết đồ này nọ thứ. Dạ. Nấm em nè. Cái này nấm nè. Nấm lùm lùm nè. Nói chung là Igu rất dễ bị nấm. Ẩm ẩm mà lâu quá không có nắng mà nó không có khô da được là nó nấm. Này với bụng những cái chấm chấm này nấm không? Bây giờ bỏ lộc hay bị cái con bọ đỏ nè. Bọ đỏ hả? Cái này là bị chung luôn á, vô mùa mưa á là tụi nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà cũng dễ chị, nó xịt vip vài bữa nó bỏ đi. À. Cái bọ đỏ nó nằm ở dưới cái giữa hai cái lớp vảy á, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà được cái nó cũng dễ giết, đụng vô cái nó bể, cái tạch đụng vô bể. Chứ nó không có dài gì, còn dê chó. Dê chó phải miếng 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 miếng, còn này đụng vô cái nó bể. Nấm cũng nhiều quá, xịt 3-4 ngày hết à. Nhưng mà nấm này nấm nhẹ. Bây giờ nó đó. Phải đứng canh. À, cảm ơn em nhiều. Bây giờ để lấy cái cây lông nhà về lại lâu rồi mà. Quá trời đẹp rồi. Này nấm rồi các bạn. Nói chung Igu nó rất là dễ bị nấm ha. Cái này nó bám chặt vô cái thịt của nó thì nó không có thể bung ra được. Nhưng mà cái nấm này cũng dễ trị thôi. Cái này xịt chai xịt vip rồi 3-4 bữa là nó chết, nó bung cái chân ra là nó lột da mới thôi. Mình vừa làm cái clip giới thiệu một cái kiểu mà mình thì nói chung là cứ ngoài da thì quen kêu là nấm thôi, nhưng mà thật ra nó là thuộc dạng herpes, nó rẻ, nó khó trị hơn cái này. Còn mấy cái nấm ngoài da này rất là dễ trị ha. Mấy này là quế đực. Bé này là một alo. Bé đực nhưng mà cu hơi bé ha. Giống chủ đó. Hàng hơi nhỏ. Thôi cái mũ dễ thương các bạn. Alo. Ở đây làm cái ly cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Vừa. Ngon. À con đó là con của con này hả? À. Ồ vậy là tương lai nó rắn thạng á. Tại vì anh trong quá trình anh lai tạo á, anh thấy á là cái màu sắc nó sẽ giống con cha, còn cái body, cái form nó sẽ giống con mẹ. Cho nên nếu mà con này sau này màu cũng đỉnh á. Nhưng mà đừng để cho nó bị nấm. Nấm nó khô tự tuột màu luôn. Chăm từ từ thôi. Không nhưng mà nấm thì lúc nào cũng dễ, cũng bị hết trơn à, cho dù có kinh nghiệm cũng bị nữa. Vấn đề là mình biết hướng xử lý thôi. Trời dưới anh nó nấm cũng tà lẻ. Vô mùa mưa, ở dưới mưa nhiều khi mưa mấy ngày á. Mưa nó cứ nửa tiếng mưa chút, nửa tiếng mưa chút, mưa hoài ẩm ướt rồi nấm tà lẻ hết trơn. Thôi ở địa phương thì anh kêu người qua thôi. Cái này để tối qua trời nọ các kiểu. Thì anh em có thắc mắc gì về cách chăm sóc á cứ inbox anh. Anh biết gì anh chỉ tư vấn thôi. Ai bên đó rồi? Hải hả? Sài Gòn hay ở Bình Dương? Anh ở Bình Dương. Nhưng mà Bình Dương, Sài Gòn, Biên Hòa nó cũng ngang ngang hai mấy cây đi cũng dễ. Mà bữa giờ Dĩ An hả? Anh ở Thuận An, cũng sát bên Dĩ An.
Như vậy mai chắc cũng đông dữ ha, đông vui ha. Nội anh em nhóm mình không, đây là cũng 20 người rồi. Tầm 50 hả, là quá đẹp rồi, vui, đông vui. Ốp lần này là lần thứ hai. Lần một này 10 tháng trước ở đây luôn. À, ốp ở đây. Không biết lâu lâu anh em tổ chức chạy đi lên chơi. Nó làm đợt trước tụi em tính xuống Sài Gòn này là em bận. À. Tháng 10 này ốp ốp lớn nè, để có plan, có kế hoạch ngày nhắn lên anh em coi đi được đi chơi. Đi đi trước ngày xuống rồi. Nếu mà đi đi ốp thì đi xuống trước ngày xong rồi ghé lên farm anh chơi. Hả? À Dracula. Vậy chú em là xuống thăm Dracula của anh thôi, bỏ túi quần chặt. Ở dưới anh có con chị Đại nó canh nhà ghê lắm. Giận điện. Nè bữa nó canh nhà, nó canh cái ổ trứng đó mà anh đi nó dứt anh luôn nè. Ngoài da mấy con ghẻ. Nay thêm con vịt nữa rồi. Thêm có con vịt cũng chị Đại nữa. Ở đây tới vô mùa mưa, mưa dữ không ta? Mưa nhiều. Nó hầu như 6 tháng mưa, 6 tháng ráo. 6 tháng mưa, 6 tháng ráo. Thì tính ra mưa cũng còn ghê hơn dưới nữa. Dạ, mưa đây mưa dầm luôn á. Dạ. Đây Bảo Lộc. Ba ơi. Cái gì? Lên Bảo Lộc thứ nhất là gặp Igu đẹp ha, mà cái không khí ốp nó cũng hơi khác khác so với lại ở dưới. Vui thôi chứ không phải vậy, anh em nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Còn ở dưới nó đùng 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 đùng. Mỗi lần mà đi ốp về muốn khang tiếng luôn, nói chuyện mạnh ai nói dành nói. Ở đây nhỏ nhẹ, dễ thương, ấm cúng. Ngày mai các bạn, ngày mai những anh em ở Bảo Lộc này, ơi coi chừng nó bò xuống đất. Nó bò té xuống dưới. Ngày mai thì sẽ ốp ở Đức Trọng. Đức Trọng thì sẽ ốp ngay sân bay Liên Khương các bạn, cách đây khoảng 80 cây. Thì anh em ở Bảo Lộc sẽ coi như là thuê xe đi lên chảnh luôn. Đó thì nghe nói là cũng khoảng tầm khoảng 50 người ha, 50-60 người ha. Thì cũng đông vui á. Anh em Đà Lạt xuống, anh em Bảo Lộc lên ngay chính giữa Đức Trọng. Vui á. Ở dưới mấy anh em đang muốn xây dựng phong trào. Giống như là bữa ốp An Giang thì các tỉnh kéo về An Giang, ốp Tây Ninh, các tỉnh kéo về Tây Ninh. Bữa nào ở đây làm ốp kéo tất cả mọi người lên đây, đem Igu rồi lên. Mình xây dựng phong trào cho nó đông đông. Ở đây đa số là anh em newbie hết hả? Mới chơi hả? Vui. Ở đây có bạn Hoàng Bản. À Hoàng Bản. Bạn chơi lâu rồi. Lâu rồi. Nhưng mà hôm nay bạn đi xe Đà Lạt. À đến Đà Lạt hả? Dạ. Hoàng Bản cũng sưu tầm nhiều con xịn á. Dạ. Tobago. Năm rồi Hoàng Bản nói có nhắn tin là vô tới mùa anh em hợp tác. Mà chắc vô mùa như con của bạn bị vấn đề gì không ta, con Tobago á. Dạ bị giật điện chết. Ờ đó. Cho nên là thôi luôn. Lúc đầu bạn nói anh Nam ơi vô mùa anh em mình hợp tác, tại anh có con cái Tobago.
xui vào bị điện giật chết luôn hả? Dạ. Trời ổn nha. Tại vì nuôi ở đây bản bên nó nuôi ép đèn không à. À. Xong rồi hình như chắc là nó bị rò điện ra cái chuồng sắt nè. À. Đó, anh em mà nuôi gu á mà sử dụng đèn á là phải chú ý vấn đề điện ha. Thứ nhất là tại vì cái chuồng mình nó bằng sắt thì điện đốm là phải quấn lại cho nó kỹ, rồi sử dụng những cái dây điện nó xịn, chứ còn không là nguy hiểm. Trời, có nhiều bạn ẩu luôn ngoài trời mưa như là bắt đèn điện mà dây điện trần luôn, mấy cái này nó ảnh hưởng luôn. Ổn ha tội nghiệp. Dựng giật chết luôn. Mà hên không có dính tới người á. Hèn chi thấy ảnh im ghê luôn, ảnh hẹn hò anh ơi vô mùa anh em mình liên hệ xong với anh im ghê luôn. Sau này mấy tháng sau anh mới nghe là chết, mà giờ mới nghe em nói là bị điện giật chết. Mà không, hình như mới mua thêm một con nữa rồi. Mua con chắc xa cũng trên 1 mét nữa. Ừ. Đâu hoàng bản ở Bảo Lộc hả? Ở Bảo Lộc luôn. À. Ở gần đây. Mai có ghé không? Mai có ghé kia không? Mai có ghé không biết. Ok. Ok, chắc ngồi chơi chút xíu anh đi tiếp. Dạ. Anh sẽ đi tiếp rồi có gì mai quay lại. Dạ. Ngồi uống cà phê rồi. Uống cà phê xong hít đất luôn. Hả? Rồi nãy giờ hít đất á hả? Ok. Rồi vô ai? Bước ra. Bước vô. Hít đất xong đua. Vô. Hít đất cho nó ấm người lại. Bi ơi, hít đất với bà ông Bi. Đi đâu cũng kéo người ta hết đất. Dê dê vô. Vô, nằm xuống. Đây mẹ cầm xin nhân cho. Không có kem. Đất xong rồi lại cho nó kem. Kem á hả? Ăn kem á hả? Sáng giờ nào kẹo, nào bánh, nào kem. Vô anh em ơi, hết đất cho sùng cái ha. Cho nó vui vui một cái. Con này nhìn là cứ muốn vuốt hoài à. Làm mày cuối nha. À, vô. Rồi vô. Hôm nay coi như là lan tỏa cái vụ hít đất này lên tới tỉnh Lâm Đồng luôn rồi nha các bạn. Đi leo lên người ba ngồi không? Không. Ai vậy? Các bạn thấy không? Hít đất mà nó cũng im re các bạn. Chứ không có lùng gần. Hít đất cũng im re. Đúng là ở đây đầm thấm hơn ở dưới. Ở dưới nó nhồi quá. Ok, thank you anh em. Ok, thank you em. Thank you mọi người ha, ngày mai hẹn gặp lại. Mai có ẩm nó đi chơi không? Dạ không, mà mai em lại không đi được. À, mai bận chị không đi được hả? Ủa anh là anh ở Biên Hòa hả anh? Anh ở Bình Dương. Bình Dương. Nhưng mà dạ, quê nội anh mới Biên Hòa. Bình Dương, Sài Gòn, Biên Hòa nó giống như cái hình tam giác vậy. Dạ. Mỗi cái cách cho hai mấy cây. Em hay đi thành phố, bữa nào xuống cái đó. Ok. Ghé anh nha. Bữa nào ghé anh. Dạ. Tới rồi có hôm nào em đi em nhắn tin anh trước ngày để dạ, anh biết anh ở nhà. Dạ. Tại vì khi anh cũng hay đi quay tới quay lui đây này nọ thứ. Dạ. Ok. Ok em. Rồi dạ, đi nè, đây là chú quán, đi cần hỏi gì? Dạ. Hỏi chú ơi. Sao? Rồi ok mọi người. Bây giờ mình sẽ à, đi tiếp tới cái điểm tiếp theo ha, cũng trên cái trục đường luôn, đi dài dài từ đây lên tới Đà Lạt luôn. Lát sẽ ghé Đức Trọng thăm thêm một bạn nữa lên Đà Lạt nữa, xong rồi mai quay về ốp. Ok, bye bye mọi người nha.